Hello, chào mừng em trở lại kênh YouTube của mình là Thịnh Viêm đó. Hôm nay thì có một cái kỷ lục nhỏ nhỏ nè anh em, của riêng mình nha, của riêng team mình chứ không phải là của chung đâu. Rồi, cảm ơn anh em đã like và đăng ký kênh nha. Đó, cảm ơn anh em đã like video trước và đăng ký kênh video trước luôn nha. Rồi, ok. Đây là một trận đấu của mình và team mình thôi. Đó, bình thường, nhưng mà anh em mới vào game anh em nhớ bật chi cập hướng dẫn nha. Đó, nhiều anh em hỏi sao nó ẩn mấy thông báo đó là do mình bật cái này lên, anh em cứ lên YouTube search lần ra. Rồi, ok, cho chuyến bay này thì cũng thành viên cũ thôi anh em, nhưng mà anh em mình sẽ nhảy sang mặt tin nha. Ok không? Đó, ngày được bay luôn, bắn cho đã. Ồ, yeah. Để bật lên cái đã. Picado đi các bạn. Ok. Ok, ê em ơi. Anh tìm đi đâu ơi. Đây, anh đây. Có gì không? Em yêu anh, đừng gạt em là ai đùa ngáo anh Thịnh ơi, đừng gạt em nhá. Ok luôn. Anh có làm clip không ấy? Có luôn. Nhảy Picado. Qua rồi mà. Mấy thanh niên này hỏi biết mình nhảy ở đâu mà còn hỏi nữa nè. Biết nhảy em vừa vô rồi còn hỏi nữa. Nhưng mà hôm nay mình đánh lạc hướng đi, mình chuyển qua bên Sa Mạc Tin. Đấy, thanh niên này nguy hiểm lắm nè. Biết mình nhảy ở đó rồi. Rồi giờ xuống đây chơi anh em. Sao mà team nè, sẵn làm nhiệm vụ lia ở đây luôn. Ủa, thấy không? Hai team rồi nha, hai team nè. Em thấy không? Hai team là một team ở dưới, một team ở đây. Rồi, lên lấy nóc nhà gạch nè. Nó có súng bắn chim luôn anh em ơi. Ok. Lúc đi cứ lúc thôi bình thường. Ui, thấy chim nè. Hai thằng nè, gần nè. Nóc một. Nóc một nha. Trong quảng cáo có xuống bắt luôn, tầng 1 nè xuống luôn. Ui xong rồi. Đi đâu đây, cầm súng lục tên giết nè. Ok, đẩy luôn, chơi luôn. Cầm đúng cái AK anh em, chưa nhặt được giáp gì hết. Liệu nhiều. Ui, còn, tiến chân nè, đối diện nè. Nắp đối diện, còn gần. Chơi luôn, đẩy luôn nè. Ở đợi ông đội qua anh em ơi, chứ mình không có giáp mà qua nó bắn cái nóc à. Đấy nè, trước mặt. Còn rào. Nóc rồi. Đấy luôn. Ok, chơi luôn anh em. Không giáp, không ngủ. Cô báo luôn. Này càng quét map luôn, chơi luôn. Qua đường, trước mặt qua đường. Ok, đẩy luôn. Watch out. Đẩy 22 đỡ thôi anh em, đẩy chặn nha. Đừng đẩy lẻ nó gạt luôn à. Để hai thì còn có người xem tivi chung được. Nhanh nhiều cửa sổ. Watch out. Ok, hiểu. Ừ. Nghe tiếng chân rồi nè, hoài nè. Đông nha, đông. Ok. Đằng sau đông đó. Có hàng rào hay gì nè. Rào nè, nghe tiếng chân nè. Rồi, lia. À, nó cứu hả? Cứu này đấy. Được anh em ơi. Hấp dẫn. Mới vô được 3 kill thấy ngon rồi đó. Nãy giờ mình xuống coi có ba chó nó đẩy lên không nè. Ui có tiếng chân nè, nó đẩy tới nhà trẻ nè. Tôi đánh đây. Bắt. Bỏ thôi, không sao. Ok rồi. Nãy nhìn thấy có một team nhảy dưới ba chó anh em, đeo ba chó á. Giờ mình phải xuống đây mình kê luôn. Vũ đội xuống đây kê. Mà không có thì thôi. Cứ lúc đổ đã, kiếm đạn đã, hết đạn 7 rồi. Xin đồng đội được mấy viên nè. Bây giờ chắc lấy xe đi luôn quá. Lấy xe lên khu đầu lúc. Đi. Nãy thấy ba chón dưới có mà. Ui có xe vô. Nóc 2 rồi. Trời, xáy rớt xe luôn, xáy rụng xe luôn. Thơm, tự nhiên được 2 kill nữa. Thơm. Còn hàng nữa nha, này team mớ ba à. xuống kiếm luôn. Ừ đó, mình rủ đồng đội nè anh em, thấy số 2 không, bên trái nè đó, mình bên phải với một số 1 nữa đó, với lại lột với lại số 4 nữa đó, cứ đẩy coi thằng cuối nó ở đâu đó, chứ giờ ra lúc mà thằng cuối nó lên nó bắn là nóc 2 là gạt luôn á, thằng cuối là thằng nguy hiểm nhất. Ở giờ không thấy gì khỏi ra anh em, lúc đạn thôi, hết đạn rồi khỏi ra an toàn nha. À, không khói là nó bắn tìm khác, nó tới chạy ngang nó bắn nó rụng á. Rồi bắn AK đi, bắn M7 sấy xa không ổn anh em, bắn AK sấy xa còn được.
Ôi M4 mà thôi không có đạn đó. Không có đạn nên lấy hai cái tăng anh em. Thì nào mà có đạn có cớp đủ thì mình bắn sniper, còn này không có thì lấy hai tăng thôi. Đó giờ đi qua bên Picado luôn nè. Đi ra khỏi San Martin được 7 kill, trời bao sướng luôn nè. Thường đi ra khỏi El Bayo thì được 4 tới 6 kill à. Ở này được 7 kill mà còn tới 52 thằng. Vào sướng, vào sướng. Check nhảy đấu nè anh em, có. Thấy. Thấy rồi. Knock 1. Knock 1. Gần nè, bắn gần trước. Ôi vô nha. Sao xe bít. Rồi đi luôn, ngon, thơm, kèo thơm. Cứu. Ngon, vào rồi, ok. Ok, cứu rồi phải không? Trời ơi, hồi nay nó vào. Ôi, định mệnh, nãy lúc đó vào kinh khủng thiệt. X8 này đủ luôn nè mày. X8 hưởng đạn. Đó, như có X8 thì bắn SKS nè, thấy không? Ngon, thơm, kèo thơm. Hấp dẫn vậy nồi luôn em ơi. Thôi bắn F3 đi, F4 đi, không có bắn F3 nè. Ở mình xảy F4 quen rồi. Giờ đi tiếp nè. Lấy xe đi tiếp, 4 xe, ở 2, 1 xe nè. Lấy xe kìa bị trái mà dán chạy nữa. Nổ xe luôn. Lấy xe cho mấy viên là nổ mà hỏi sao xui. Đấy, giờ đi chung rồi anh em. Nãy bên đây nó bắn thính mà nãy giờ không thấy ở đâu nè. Chạy qua tuốt đây luôn, đi một vòng luôn rồi đó. Đi từ San Martin, Picado, qua chum. Nhìn là thấy nè. Ok, thấy rồi. Từ, để đổi xe anh em ơi. Đổi xe. Bơm nước cái. Đó, đi nãy đi một vòng luôn á. Từ San Martin, giờ bọc lại Evo rồi nè. Đó, thính kìa, trước mặt nè. Đó, đầu nó bắn thính bên đây nè. Qua luôn. Chơi. Cho bắt tay dưới nó phòng này. Cây trước, cây trước. Cái nhà đá lạnh. Xe anh cháy. Ủa, đâu? Trời ơi, ai đồ ngáo. Ai đồ ngáo ha, lên đây làm gì đây? Em yêu anh, đừng gặp em là ai đồ ngáo anh thích ơi. Ok, ai đồ ngáo. Niên làm gì đây anh em? Lên đây làm gì đây, có ý đồ gì đây? Trời ơi, ngồi vo đây nữa. Chào tạm biệt ấy nha. Này, thanh niên này không được rồi đâu. Tính lên đây chơi mình hay gì đây nè. Nhưng mà rất tiếc là trận này mình nhảy sao mà tin chứ không nhảy em vô. Không là bốn thằng nó nằm trên đây nó sấy mình chạy xe ra anh em. Bắn trúng sâu trên đồi. Thanh niên không được rồi. Không được. Đó, chơi hỏi vị trí mình rồi, ở kê mình nữa không được anh em ơi. Rồi giờ đi là kiếm xe leo núi nè. Xe bán tải á mới leo núi được. Chứ siêu xe leo núi không được. Đó, đợi xe leo núi lúc rồi chơi. Lúc được không biết. Được, lúc được, nhưng sợ có tim thôi. Lên luôn. Lên lúc đồ chơi nè. Có 4 người luôn á, hôm mình ăn hai mạng quá thơm. Nó kẹt ngay núi lên sầu ra. Ôi, trước mặt có xe nè, trước mặt có xe. Qua luôn. Từ từ, có sấy được không? Sấy nè. Kìa, nó dừng hả gì kìa? Dừng rồi kìa. Sấy được. Rồi nổ rồi. Qua được rồi đó. Sau đó. Thấy nè. Trời ơi, nóc quá. Lên xe liền. Đó, nhanh em ơi. Đó, nóc cái tông qua liền. Chơi. Ui. Thôi xong rồi. Bùm, định mệnh đó. Tưởng toàn rồi anh em ơi. Hên. Chưa mất tí máu à. Qua luôn nè. Rồi nha, bình tĩnh nha. Ui. Cover. Lê, ok. Mình phải dừng xe mình cover nè mày. Chứ không nó gạt nữa, mất người, uổng lắm. Đó, cover liền. Mặc dù sấy không dính như nào nhưng mà mình cover cho đồng đội. Mẹ đâu mà smoke thấy được không? Chứ smoke tối thui thì thấy ai đâu. Thơm, hấp dẫn thiệt.
hấp dẫn hấp dẫn. Rồi có SLR anh em ơi, cái súng yêu thích của mình đây nè. Súng này mình táp 2 viên là nóc à. Đó, vào sướng luôn, bắn bao phê luôn. Đấy, súng này lúc à. Đấy. Đó, mình bắn hết SLR hơn K luôn nha nè. Đấy. Lên xe nè. Dân có hai máy nữa kìa. Lắm hơn chục kêu. Ờ trận này người phải chục kêu. Anh em nghĩ đi, mình bắn hả? Hết bản đồ luôn rồi đó nha. Đi hết một vòng bản đồ mà còn 25 thằng. Mình 12 kêu rồi. Bao phê luôn. Dẫn thì trận này dễ dễ nè, hấp dẫn đi săn người luôn. Tại Việt Nam không à, cái trận mà Việt Nam nhiều quá là trận nó dễ anh em, chứ trận nào mà liên server nhiều là mệt lắm. À, giờ quanh lại Picado thấy không, đi hết một vòng trái đất rồi đó. À, giờ quanh lại Picado mà sương mù quá, về sao thấy người bắn này có thấy gì đâu bắn. Ờ à, sương mù quá, sương mù luôn chính chứ mệt vậy. Đâu 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 anh, đồ sáng quá giờ này chứ. Ok ok ok, qua qua tính luôn. Chính thính bắn ở trời này vậy. À, chứ giờ không thấy đường luôn. Rồi qua luôn nè. À, đội có pin nè. Ok ok, dẫn đây nha. Đội xuống thính. À, chấm ở đâu ở đây đây. Thính ở đây mà. Watch out. Ôi có xe kìa, có tiếng súng rồi nha. Trước mặt nè. À, giờ mình bỏ súng mình chạy cho nhanh nè. Chắc ăn thì mình bỏ súng mình chạy cho nhanh. Chết nè, giờ chết nè. Ồ nó đang thính, nó đang thính sấy nè. Ngon ngon ngon. Không không không. Hai mạng nữa anh em ơi, sướng sướng sướng. Qua đây qua đây qua đây, tôi giờ tôi lấy xe nha. Giờ lấy xe ra, ok. Đó phóng xe ra nè. Còn có thằng thôi, mình top 3 rồi. Gạt ta luôn rồi, còn thằng cuối thôi. Lên xe lên xe lên xe nè, nhanh nhanh. Cái phải kìa, cái phải kìa, rồi nó đi nhà kìa. Rồi xong luôn rồi, ngon quá ngon luôn, hấp dẫn. À, còn mười mấy thần, à, bo bắn nãy giờ mà vẫn còn mười mấy thần, bao sướng anh em. Này bao kiếm kêu luôn. Đấy. Hấp dẫn, hấp dẫn. Lên xe, đi thôi, đi thôi. Đấy, có gì lúc nữa không có thôi lên xe nè. Đấy. Quét map luôn à. Trận này rồi đúng quét map luôn à. À sấy lần tiêm 4 chết không. Hỏi sao không sướng. Đó lấy cái đồ chum rồi anh em. Nãy giờ đi vòng không thấy ai thì giờ kiếm lấy cái đồ chum thì quan sát thôi. Đó quan sát chết xung quanh thì có mà đi chơi tiếp. Ôi ôi. Cũng pin nè, xe hay gì nè. Xe đi nè. Qua luôn nè, qua luôn nè. Nó xa quá không thấy anh em ơi. Lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe luôn. Hey, I'm hurt. Give me a hand. Qua luôn. Hên quá, vừa qua tới. Yo, tấn công nào. Cái này là chiến giá đánh lô tô rồi anh em. Nó bốn thằng mà nghe bốn tiếng chân mà có một thằng ở đây thì chắc teo giá luôn. Lên. Rồi xong. Trời nhỏ thiệt. Rồi đi kiếm người bắn tiếp. Thính nãy rớt ở đây nè. Đã thấy thính nó rớt ở đây nè anh em. Giờ ra kê thính thôi cũng có người rồi. Đấy. Trời. Ui ui phải nè, phải nè, phải nè. Rồi còn nữa nha, còn nha, còn sao mép núi rồi đẩy luôn nè, kê tâm nè anh em. Đó nó lú đầu lên mình sấy luôn chứ mình không có núp được, tại đẩy trống mà này gọi là đẩy ngu đó, đẩy ẩu á. Nhưng mà nó mình đông người mà mình sợ gì, nó không phải cứu nữa. Trẻ chơi ngu hả? Trời, xong luôn, xong xong xong, lên xe luôn khỏi lốp. Chơi còn mấy thằng nhiêu đó anh em, anh em thấy không, anh em thấy sự khác biệt ở server Việt Nam với lại liên server không? Đó liên server thì nó bắn gắt, còn này Việt Nam thì mình bắn kiểu như nó yếu tay hơn tí đó, nên là cứ đi săn người thôi, kiếm kêu thôi. Ui trước mặt, trước mặt, trước mặt, số bốn, số bốn. Trời ơi nó lại ngon anh em ơi.
Được cái Việt Nam nó cũng đi 4 rồi anh em thấy không? Đi xe 4 không rồi. Nhưng mà xui cái là gặp team mình. Ôi, gì đây? Ok. Lên xe luôn. Đây. Nhanh. Let's go now. Lên, phóng lên. Ở đâu? Bên lại. Không thấy, chưa biết chỗ vị trí. Watch out. Ok, phóng luôn nha. Chơi nè, bay. Ui, thấy. Trời ơi, mù mắt tôi rồi. Thơm anh em ơi, được. Ui, trận được 16 kill anh em ơi. Quá trời hấp dẫn luôn. Ôi, 11 kill mà MVP kìa. 16 kill không được. Để coi đam mình bao nhiêu nha. Đó, để coi đam mình bao nhiêu mà không được MVP. Ui, 19 điểm luôn. Trời ơi, 2.300 đam anh em, gấp đôi đam đồng đội luôn. Kinh dị không? Ui, tổng cộng coi. 42 kêu rồi, thôi kỷ lục 13 anh em ơi. Mùa trước thì 49 kêu, còn mùa này 43 kêu. Răng cao nha, răng 12 sao đấy. Đấy, giờ mình chơi bắn mới rồi anh em. Đấy, nhảy nhà hay đấu luôn. Khô máu nè. Nãy bên đây có người nè, hai team nha. Đó, nghe tiếng chân nè. Này chắc boss thôi rồi. Ôi. Trời ơi, con boss nó KS, con boss của mình nè. Trời cây thật sự. Nó bắn hết đạn, nó KS luôn. Đó, trên nóc nè, thấy chưa. Ok anh em, đợi lú đầu giờ mình bắn đó. Nóc, đẩy luôn nè, nóc trên nóc rồi. Qua luôn. Đẩy. Cây nha. Nắp tiếp kìa. Hai thằng rồi. Còn thằng nữa. Mình lên. Ăn lửa đẩy luôn. Mình ơi, ăn lửa. Ok. Quăng mệt chứ đã. Học rồi. Lên. Vô. Kìa, chết trên nóc rồi. Lên. Từ nha, từ. Để lên chung nè. Từ thôi. Từ. Ôi, tí nữa là tôi anh em ơi. Hay quá. Hên thịnh nha. Hên. Ở đồng đội con vơi từ nhà đỏ qua đây luôn anh em. Mình đã kêu từ rồi, đồng đội mình lao lên trước. Hai thằng luôn chứ không phải một thằng nữa. Tham kêu là chết hết anh em. Tí nữa là nó gạt luôn hai thằng luôn rồi. Hên thật sự. Ngoài dùm cho. Ui, còn team nữa, còn team nữa. Từ, tỉnh. Còn team nữa nha. Đông nhất 3 thằng. Ok, team chứ 3 thằng vậy. Đó, phun máu, đó, tìm á, để lên nóc quan sát nè, lên nóc 5 tầng quan sát các anh em. Đó, kiếm tí đạn nó bắn chứ. Ở đâu vậy, pin lên. Chả biết đâu luôn, kêu pin không pin nè. Pin lên mới biết được, alo. Cái tham bắn vậy lát nóc. Rồi, xuống. Xuống nè, đi qua luôn nè, đi bọc trái nè, bây giờ vô, đi. Rồi, lên xe nè, qua luôn nè, nóc tiếp rồi kìa. Lên xe. Watch out. Từ nha, xa đó. Đi. Kìa, nghe công kìa, bắn. Đã làm mấy đơn rồi. Thấy chưa anh em? Thấy chưa? Đẩy đơn đẩy lẻ là vậy đó anh em. Bởi vậy mình kêu đẩy chẳng là vậy. Đi 22. Nó ẩu là nó gạt luôn á. Pha này thì còn backup được. Mình còn tới kịp. Chứ mà pha nó gài đạn xong rồi nó thấy nó gạt luôn. Giờ đi tiếp nè anh em. Qua nè. Bikudo nãy bắn thính hay gì nè. Bắn thính luôn. Đấy còn thính nè, thấy chưa? Giờ tông của Bikudo nè. Vô máu nè. Nhưng mà đi hai xe anh em. Anh em coi hai xe này nha. Đó, mình sẽ đi hai xe coi cái điểm mạnh điểm yếu chỗ nào nha. Đó, thường thường thì mình bảo anh em là đi một xe bốn người thôi, còn giờ đi hai xe nha. Giờ quan sát nè. Ui, đây có thính nữa nè.
mà hết người rồi. Ui, đâu? Đấy, 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 đấy. Từ thôi, từ, đang qua. Ở anh em thấy không? Đi hai xe thì một đồng bắn không? Chỉ có hai người thôi, không có dồn đam được. Ví dụ mà nó nóc ngược lại, nó đẩy luôn là thua. Thấy à, hay, 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 hay. Giờ mình đi qua đây mà móc luôn nè. Móc trái qua. Pin gì đâu quá, pin luôn, không biết ở đâu luôn á. Một xe gần cháy, một xe đi trước. Đây xe nổ chết bốn thằng luôn, ghê vậy. Giờ mình bọc qua cái đầu làm sao nha anh em. Chứ họ đi 22 thì không bao giờ mình lao lên thẳng được. Tại lỡ nó bốn thằng, ba thằng rồi mình lỗ rồi. Đó, giờ mình lao đi đây, đây coi. Cái đầu trước mặt ạ. À? Một tàu, chỗ chỗ này. Ok. Một xe chạy kia. Mark the location. Rồi, xong luôn à. Đi đi chưa? Đi luôn rồi. Ok. Cho anh em. Còn một. Nó đi hai người lỡ một team 4 vậy nó bắn là lật á, nên là mình phải đi chung xe thôi. Đó. Chết cái nhà thờ rồi. Ôi có người luôn kìa, có người kìa. Ui. Có một thằng vậy. Ui ui ngon 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 ngon. Cái sớ luôn nè em không. Đó giờ đi chung xe nè. À. Rồi rồi quy với chúng tôi. Ôi thấy 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 chặn đầu nè, chặn đầu nè, quẹo phải chặn đầu nè. Bay luôn nè. Ui được của nó nè. Ôi chúng mặt. Trời ơi nó thơm. Nó thơm anh em ơi. Trời ơi. Ba bạn luôn, nó hấp dẫn quá rồi. Sướng 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 sướng. Lại anh em. Ôi ôi một băng đạn ba thằng anh em. Sướng cực kỳ sướng luôn. Rồi máu nước của anh em ơi. Từ từ lúc sau. Ủa này vẫn tính à. Nó có ốp luôn nè. Hấp dẫn dễ sợ luôn. Nhảy xuống ba kill anh em. Giờ đi tiếp nè. Bên đây có người nè. Nãy thấy nè. Nãy thấy pin cho đồng đội rồi. Bây giờ đi nè. À giáp mình đỏ luôn rồi. Giáp mình còn 35 rồi. Dưới kìa, dưới kìa, dưới kìa, chưa thấy. À thấy rồi, thấy rồi, dừng 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 dừng. Trời ơi. Nó lại thơm anh em. Nó lại thơm anh em ơi. Bốn mạng luôn. Trời ơi, nó ngon gì đâu á. Khoảnh khắc sướng nhất là lúc mà sấy nổ xe bốn người anh em. Đó, mình làm việc nhẹ gọi là việc nhẹ lương cao á. Sấy cái rồi ăn bốn mạng luôn. Wow, sướng tê tê tâm hồn luôn. Đó, giờ qua tính đỏ rồi nè. Lấy cái giáp rồi đó. Cái giáp mình còn. Ui, nào bắn xe kìa. Đi 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 đi. Lẹ 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 lẹ. Bắn xe mà không có tiếng súng là khoảng cách khoảng chừng 300 tới 350 mét trở lên nha nè. Đó, nó từ xa. Bây giờ đội báo đây nè. Báo đây có người nè. Qua luôn nè. Qua luôn, qua luôn. Ok nha, ok nha. Watch out. Ok, 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 từ từ. Thấy nè, chúc ăn nè. Đóng một, đóng một. Rồi, xong, 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 xong. Định mở, nó gạt luôn rồi. Nó một thằng đấy. Watch out. Này thì một thằng khổ thiệt anh em ơi. Mình lốc được thằng đầu tưởng ngon rồi, ai ngờ thằng bên phải thằng bên trái nữa thì bắn đường nào nó chạy được thua luôn. Lúc sát đồng đội nữa khổ anh em thiệt. Ai mà không sao, trận này cũng top 1 rồi anh em, không sao, trận này top 1 cũng được mười mấy điểm rồi. Đó, rồi bắn mới luôn. Cảm ơn anh em nha, cảm ơn anh em đã like subscribe video nha. Còn đây là ba cái nick Facebook, group với lại bay của mình đó. Anh em nhớ vào đây. Rồi, cảm ơn anh em đã donate cho Thịnh nha. Mình sẽ để tên những ai donate ở đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ Thịnh. Ok, bye bye anh em.